Sau ngày tuyển sinh đáng nhớ tại thị xã Thái Hòa, chúng tôi theo chân hội đồng tuyển sinh trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An về với Đô Lương. Quy tụ về đây, các học viên nhí ở các độ tuổi khác nhau từ 9 đến 11 của huyện Đô Lương, Tân Kỳ, Anh Sơn và Tương Dương sẽ thể hiện tài năng của mình để lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Sông Lam Nghệ An. Trên sân vận động thị trấn Đô Lương một chiều đầy nắng, chúng tôi ấn tượng với một cầu thủ với thể hình rất tốt, dung mạo kháu khỉnh và kỹ năng chơi bóng khá thuần thục đến từ huyện Tân Kỳ. Đó là em Trịnh Minh Kiên, sinh năm 2011. Em cho biết, để có mặt ở đợt tuyển sinh này, đam mê chơi bóng của em đã được phát hiện, rèn rũa bởi các thầy, các huấn luyện viên năng khiếu nghiệp dư cơ sở từ khi còn học lớp 1. Cháu tập bóng đá tại cái trung tâm của Tân Kỳ từ bao giờ? Dạ, cháu học từ 2 lớp 1 ạ. Thế thì lúc đấy tại sao cháu biết mà để tham gia vào cái lớp đấy? Lúc nữa là cháu đã sân đi văn huyền, là lúc nữa cháu đã với mấy anh. Là mẹ anh bảo với cháu là sáng mai xuống làm biển tuyển, rồi là hỏi cháu có đi không. Rồi là sáng mai mẹ cháu đưa lên, là anh ơi cháu thích cái đồ luôn chú ạ. Thế cháu thích đá nhất là vị trí gì? Cháu thích đá ở tiền vệ cống ạ. Cháu thần tượng nhất là ai, là cầu thủ trong Sông Lam Nghệ An cũng như là đội tuyển Việt Nam? Cháu thần tượng nhất trong Sông Lam Nghệ An đó là Phan Minh Đức. Còn đội tuyển quốc gia cháu thần tượng Nguyễn Hoàng Toàn. Được hết là sau kỳ thi này cháu sẽ về cố gắng tập luyện hơn để tiến bộ hơn từng ngày và cố gắng được vào trường lắm. Không thể phủ nhận, mảnh đất Đô Lương từng rất nhiều năm làm mưa làm gió và là một thế lực của bóng đá trẻ Nghệ An. Nhưng nay, mô hình làm bóng đá trẻ rất thành công của huyện Đô Lương đã được các địa phương học hỏi, nhân rộng và khoảng cách về trình độ những tài năng trẻ đã dần được thu hẹp lại. Các đội đến đây thì cũng tôi nhìn sẽ thấy là về mặt chuyên môn đợt này kiểm tra rất chất lượng, có chất lượng cao, bởi vì đã được sàng lọc từ cơ sở rồi. Thì qua đây thì cũng mong muốn là ban lãnh đạo của câu lạc bộ cũng như ban huấn luyện của các đội trẻ của câu lạc bộ Sông Lam cũng như bên sở của tỉnh Nghệ An thì quan tâm nhiều hơn nữa và cố gắng tạo điều kiện nhiều đợt kiểm tra như thế này thì nó đảm bảo về mặt chuyên môn. Với những tuyển trạch viên của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An như huấn luyện viên Ngô Quang Trường, chính ông cũng cảm thấy hết sức bất ngờ với phẩm chất chơi bóng của các tài năng nhí năm nay. Như bạn biết, Đô Lương thì có là rất nhiều cầu thủ mà đã trưởng thành từ lò Sông Lam. Rồi ví dụ như là Nguyên Mạnh này, đấy, rồi Đặng Văn Lắm này, rồi là Trần Văn Tiến này, và đặc biệt là Công Phường cũng là ở đất Đô Lương. Đó những bạn mà chúng ta đã nổi là chơi ở V-League. Thì đó là những cái tấm gương mà tất cả các cầu thủ trẻ ở mảnh đất Đô Lương này họ hướng đến, và họ rất là yêu thích bóng đá, mà họ nhìn đó để đó là các em hướng đến những cái gì mà trong cái bóng đá của các em. Thì tôi nghĩ đấy là cũng như mọi năm thôi, đây là một cách tuyển sinh, nhưng đặc biệt trong cái thời gian dịch bệnh như này đấy, thì chúng tôi cùng với tập đoàn mới và công ty cổ phần Sông Lam đưa ra những cái phương án. Thì tôi nghĩ đấy là một cách tuyển sinh tốt, đặc biệt là khi mà công ty và bên trung tâm đào tạo trẻ là tạo những cái điều kiện tốt, đưa xe đưa đi đến đó, chúng tôi khép kín và cùng kết hợp phối hợp giữa với các của lãnh đạo của các trung tâm mà của các huyện thì để là mình hàng năm, đặc biệt trong thời điểm mà cái lượng cầu thủ mình còn thiếu để mình được, và đặc biệt là các em, nhất là các bậc phụ huynh là tin tưởng gửi gắm và sự làm việc của các thầy ở trung tâm, đó là điều kiện tốt cho khi mà chúng tôi là những người mà đi lên tuyển sinh như thế này. Tuy nhiên, cơ hội đến với Sông Lam Nghệ An vẫn luôn mở ra với bất kỳ tài năng trẻ nào trên khắp các miền quê xứ Nghệ lẫn các vùng lân cận. Hội đồng tuyển sinh trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ trở về thành phố Vinh trước khi về với Hà Tĩnh, mảnh đất cũng đã sản sinh ra nhiều tên tuổi lớn cho bóng đá xứ Nghệ. Hãy tiếp tục theo dõi câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An để đồng hành, cổ vũ và chắp cánh cho những ước mơ, để con đường đến với Sông Lam Nghệ An và cánh cổng tương lai ngày một gần hơn.